Người đàn ông ngừng tim ở phòng tập phía California Fitness and Yoga khẳng định đã sơ cấp cứu kịp thời. Đại diện hệ thống phòng tập gym California Fitness and Yoga khẳng định quy trình sơ cứu và gọi cấp cứu đối với nạn nhân được thực hiện kịp thời và tuân thủ nghiêm quy định. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 21 tháng 10, đại diện truyền thông hệ thống California Fitness and Yoga xác nhận sự việc xảy ra tại một cơ sở của thương hiệu này ở Hà Nội. Theo đó, California Fitness and Yoga xác định đây là sự cố đáng tiếc liên quan đến hội viên. Sự việc được mô tả lại là hội viên này ngã quỵ khi đang tập luyện và không qua khỏi sau khi được sơ cứu, cấp cứu khẩn cấp. Về quy trình phản ứng, thương hiệu này cho hay hội viên tới quầy lễ tân lúc 18h11 phút, bắt đầu tập luyện lúc 18h15 ngày 20 tháng 10. Tới 18h24, người đàn ông này có biểu hiện mệt mỏi và dừng máy tập để nghỉ. Sau đó 2 phút, ông ngã quỵ trên sàn. Nhân viên trung tâm phát hiện sự cố lúc 18h27. Họ gồm quản lý, huấn luyện viên có chuyên môn, 2 bác sĩ, 1 nhân viên y tế đã thực hiện biện pháp sơ cứu, hô hấp nhân tạo. Lúc 18h31, nhân viên phòng tập gym này đã gọi đến bệnh viện Vinmec để báo cáo tình trạng cần cấp cứu. Cuộc gọi này được khẳng định có ghi âm. Tới 18h43, nhân viên y tế từ bệnh viện có mặt tại hiện trường. Chúng tôi khẳng định mọi quy trình sơ cứu và gọi cấp cứu được thực hiện kịp thời và tuân thủ nghiêm ngặt quy định, đại diện truyền thông hệ thống California Fitness and Yoga khẳng định. Đồng thời, phía phòng tập gym cho hay đã thực hiện hỗ trợ chia sẻ với gia đình như cùng đưa nạn nhân đến nhà tang lễ và chịu toàn bộ chi phí di chuyển, chi trả chi phí tang lễ và mai táng. Giải thích về nguyên nhân không đưa thông tin ngay khi xảy ra sự việc, doanh nghiệp này cho rằng cần ưu tiên hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp với cơ quan chức năng trước khi có đầy đủ thông tin chính xác. Đây là mất mát đột ngột và to lớn đối với gia đình nạn nhân. Toàn thể lãnh đạo và nhân viên công ty xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất. Theo đại diện truyền thông hệ thống California Fitness and Yoga. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức chấn động đáng chú ý trong cuộc sống. Thank you.